tổng phiên bản đặc biệt dành riêng cho fan Star Wars. Cuối tháng 11 vừa qua, Samsung đã chính thức cho ra mắt một phiên bản giới hạn đặc biệt của chiếc Galaxy Note 10+, là phiên bản Star Wars. Đây sẽ là chiếc smartphone được Samsung dành riêng cho các fan của series phim Star Wars đình đám. Khi mà máy được công bố ngay trước thềm ra mắt bộ phim Star Wars Sự trỗi dậy của Skywalker, khởi chiếu từ ngày 3 tháng 1 vừa qua tại Việt Nam, tại sự kiện CES 2020 tổ chức vào ngày hôm qua tại Las Vegas, Mỹ, bên cạnh loạt sản phẩm công nghệ độc đáo được Samsung mang tới triển lãm. Hãng cũng trưng bày chiếc Galaxy Note 10+ phiên bản Star Wars giới hạn này để người dùng công nghệ có cái nhìn chi tiết nhất về chiếc điện thoại dành cho fan Star Wars, để có thể phù hợp với chủ đề của bộ phim. Thiết kế của Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition cũng sẽ được thay đổi một chút, với tông màu chủ đạo là đen và đỏ cho cả máy và các phụ kiện đi kèm. Các phụ kiện đi kèm bao gồm ốp lưng da hình Kylo tai nghe Galaxy Buds với tông màu đỏ đen, bút S Pen cũng có màu đỏ và đen cùng với đó là một phù hiệu Star Wars với họa tiết mũ Kylo được in nổi bật 3D. Được biết, Galaxy Note 10 phiên bản Stargust đặc biệt sẽ được bán ra với mức giá 1.299 đô la Mỹ, tương đương khoảng 30 triệu đồng, được Samsung phân phối trực tiếp trên trang store của mình và trên các trang bán lẻ Amazon, Best Buy, Microsoft Store. Cấu hình của máy cũng sẽ tương tự như phiên bản thường. Tuy nhiên máy sẽ chỉ có một tùy chọn bộ nhớ duy nhất là RAM 12GB và ROM 512GB.